Thưa quý vị, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết 34 của Đảng bộ Bộ phận Chi cục Kiểm lâm thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 5 tháng 3 vừa qua, Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề dã ngoại về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021. Buổi sinh hoạt được tổ chức tại Trạm Quản lý và Bảo vệ rừng Ca Nhông, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, nơi cách thành phố hơn 100 km còn rất nhiều khó khăn, không có điện, không có sóng điện thoại, đường giao thông cách trở. Đây cũng là khu vực có trữ lượng gỗ rừng dầu rất lớn, nên cán bộ nhân viên của trạm luôn chịu nhiều áp lực trong công tác bảo vệ rừng. Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí ấm áp tình đồng chí, thấm đượm sự sẻ chia, cảm thông giữa những đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ văn phòng, với những cán bộ đảng viên đang công tác tại trạm, với sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo đảng bộ, bộ phận, đại diện các chi bộ, đại diện lãnh đạo xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, địa phương giáp ranh với trạm quản lý và bảo vệ rừng Cà Nhông, nơi có 67 hộ dân tham gia hai nhóm bảo vệ rừng. Do trạm tổ chức ký kết giao khoán công tác bảo vệ rừng, qua đó góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cái đầu tiên thì cũng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên ở văn phòng, đặc biệt các đảng viên trẻ. Nhiều khi vô ngành cho đến bây giờ thì cũng chưa đặt chân lên nơi này. Cái thứ hai nữa là cũng cái trạm Cà Nhông là một cái trạm khó khăn phức tạp, xa xôi hẻo lánh, anh em làm việc ở đây cũng hết sức cực nhọc, cho nên là chi bộ ông phòng cũng muốn là đến đây để động viên cổ vũ tinh thần cho anh em làm cái nhiệm vụ quản lý vườn rừng ở đây. Anh em cũng trao đổi đánh giá cũng hết sức là thẳng thắn, chân tình, có những cái việc khó khăn, những cái việc cần phải đề xuất để cho cấp quỹ, để cho đảng viên là thực hiện tốt hơn trong cái thời gian đến. Và bên cạnh đó cũng có cái sự đóng góp tham gia của đảng bộ xã Tư cũng vào đây tham gia và phát biểu, phải nói rằng cũng rất là đóng góp rất thẳng thắn trong cái sự phối hợp thực hiện cái công tác bảo vệ rừng. Tại buổi sinh hoạt, nhiều vấn đề nổi cộm trong công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng đã được các đảng viên trong chi bộ cũng như đại diện các chi bộ khác nêu lên, như công tác chỉ đạo các hộ dân bảo vệ rừng theo chương trình chi trả dịch vụ môi trường, làm thế nào để không xảy ra điểm nóng chặt phá rừng, hệ thống thông tin liên lạc, điện thắp sáng, điều kiện đi lại, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đảng viên, người lao động tại những trạm vùng sâu vùng xa, vân vân. Là một đảng viên lần đầu tiên đến với trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông, chị Nguyễn Thị Bích Thảo không giấu được xúc động. Hôm nay được tham dự cái buổi sinh hoạt dã ngoại tại trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông thì cá nhân tôi cảm thấy rất là bồ hồi, xúc động và cảm nhận được những cái khó khăn mà những các đồng chí đảng viên cũng như viên chức người lao động tại trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông hiện nay thì rất là nhiều khó khăn. Là chi bộ có 21 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên trẻ, nhiều người chưa từng đặt chân đến những nơi xa xôi, hẻo lánh như tại Cà Nhông. Vì thế, buổi sinh hoạt đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với mỗi đảng viên trong việc tự rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mấy tháng vừa rồi chúng tôi phải đi bộ, không đi được. Mà anh em vẫn quyết tâm, cố gắng bám rừng. Với chức năng nhiệm vụ được giao cũng sẽ tham mưu cho ban lãnh đạo chi cục kiểm lâm và trực tiếp đó là cấp ủy chi bộ văn phòng có những cái giải pháp để đề xuất lãnh đạo chi cục kiểm lâm cũng như là sở nông nghiệp phát triển nông thôn tham mưu thành phố có những cái chính sách, những cái chế độ để cải thiện, góp phần cải thiện đời sống cho viên chức người lao động tại trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông nói chung và những trạm và năm trạm quản lý bảo vệ rừng trực thuộc ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà nói chúa. Có những đảng viên cũng nhiều lần lên nhưng mà đa số là đảng viên ở cái khối văn phòng là ít khi lên trên này, cho nên là lần này đi là họ phải nói họ rất là xúc động, rất là chia sẻ với những cái khó khăn của các đồng chí đảng viên mà thực hiện cái công tác bảo vệ rừng ở trên cái trạm Cà Nhông này, một cái cảm động mà tôi thấy thực sự thể hiện rõ qua cái trao đổi tại cái buổi sinh hoạt chuyên đề. Đã lâu lắm rồi trạm quản lý và bảo vệ rừng Cà Nhông mới có một đêm vui như vậy, những cái nắm tay thật chặt,
những tình cảm thân ái như hòa quyện cảm thông và sẻ chia bên ngọn lửa bập bùng như núi rừng Cà Nhông. Như thắp lên trong mỗi cán bộ đảng viên tại đảng bộ bộ phận chi cục kiểm lâm thành phố, một ngọn lửa tràn đầy nhiệt huyết để mỗi người tự soi sáng mình, qua đó thực hiện thắng lợi những phần việc được giao, để màu xanh những cánh rừng mãi mãi bình yên và phát triển.